20 điều giúp bạn nhìn nhận cuộc sống một cách khách quan toàn diện nhất. Trong cuộc sống, có những lúc những điều không như ý, không được suôn sẻ, thuận lợi, nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận nó để có một tâm thái bình tĩnh, thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Sau đây là 20 điều giúp bạn nhìn nhận cuộc sống một cách khách quan toàn diện nhất. 1. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình. Chúng ta thường có thói quen nhìn vào bạn bè, đồng nghiệp rồi tự so sánh với bản thân và thấy mình sao thấp kém. Tại sao họ lại đạt được những thành tựu mình không có? Tại sao cuộc sống của họ hoàn hảo hơn của mình? Nếu bạn đã từng nghĩ những điều đó thì hãy tự dặn lòng rằng ai cũng có những vấn đề và thử thách riêng trong cuộc sống, dù bề nổi của họ có hào nhoáng đến đâu. Chúng ta không là họ nên làm sao biết được những người bạn và đồng nghiệp ấy đã trải qua những gì để đạt được thành công. Thay vì ganh tị với người khác, bạn nên dành thời gian chăm chút cho con đường sự nghiệp của bản thân. 2. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Không bao giờ bạn có thể làm được điều đó, vì vậy hãy làm những gì bạn thích và nói những gì bạn muốn. Nếu ai đó ghét những gì bạn làm, hãy cứ để họ tự do làm điều đó. Đừng thay đổi bản thân chỉ vì muốn làm vừa lòng một ai, vì họ sẽ chẳng bao giờ ngừng đòi hỏi. Hãy chấp nhận việc lúc nào bạn cũng sẽ có điểm gì đó khiến người khác không vừa lòng. Tuy nhiên, bạn cần phải linh hoạt và biết làm vừa lòng một số người trong từng trường hợp cụ thể để khiến cuộc sống dễ dàng hơn. Ví dụ như với sếp trực tiếp của bạn chẳng hạn. 3. Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc. Nếu bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình hàng ngày trước để cảm thấy yêu đời, yêu người sau đó. 4. Học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Chúng ta không thể tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình vào một lúc nào đó. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, bạn có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của mình. Đó là một cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. 5. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Sẽ có người được cuộc đời ưu ái về nhiều mặt hơn một số người khác. Việc này không phải lỗi của bất kỳ ai cả. Chúng ta buộc phải chấp nhận việc này dù không dễ dàng một chút nào. Bạn cứ cố gắng phấn đấu hàng ngày để hoàn thiện bản thân. Nếu không đạt được đến đích mình muốn thì ít nhất cũng tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. 6. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí. Để có được kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn phải đánh đổi bằng một cái khác và không phải lúc nào cũng chỉ có tiền bạc. Đối với một số bài học nhất định, bạn phải bỏ ra những cái vô hình như công sức, chất xám, thời gian và đôi khi còn phải trải qua đau khổ, mệt mỏi, thất vọng để lĩnh hội. Nếu bạn bị thất tình, hãy xem giai đoạn trái tim tan nát là cái giá phải trả để bạn biết rằng tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng happy ending như những câu chuyện cổ. Nếu bạn thất bại trong việc nộp hồ sơ xin học bổng du học, hãy để những thất vọng dạy bạn rằng con đường đến thành công chưa bao giờ dễ dàng. 7. Một số người tốt với bạn có vụ lợi. Trong cuộc sống, bạn sẽ được nhiều người đối xử tốt, nhưng không phải ai trong số họ cũng hoàn toàn không vụ lợi. Bạn sẽ chỉ biết ai thật sự tốt với mình khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Những người luôn sát cánh bên bạn trong cơn hoạn nạn luôn đáng trân trọng và quan tâm hơn. Còn những người bỏ bạn đi trong lúc đó thì hãy quên họ đi. 8. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn. Hãy chăm ra ngoài, gặp gỡ mọi người và có những mối quan hệ bền vững. Đừng cố gắng biết hết tất cả mọi người, vì như vậy chẳng khác nào bạn không biết một ai. Tập trung đầu tư vào một số mối quan hệ nhất định và dành thời gian tìm hiểu họ. Những người này không nhất thiết phải đảm nhiệm ở vị trí cao hay có thế lực. Đó có thể là đồng nghiệp, người cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ, v.v. Dù là ai thì bạn cũng nên đến với họ bằng tấm lòng chân thành và bạn sẽ nhận lại được những gì xứng đáng. 9. Ai cũng làm việc nhẹ thì việc khó cho ai? Nếu bạn được phân công một nhiệm vụ khó nhằn trong khi bạn bè hay đồng nghiệp lại được làm các công việc dễ dàng thì hãy cố gắng vui vẻ làm việc đi. Hãy làm quen với việc người làm ít
người làm nhiều trong một tập thể, miễn là kết quả cuối cùng tốt là được. Khi làm những việc khó, bạn sẽ có cơ hội học hỏi những điều mới nhiều hơn. 10. Vấn đề của bạn phải tự bạn giải quyết. Ngừng than thở và khóc lóc về những vấn đề của bản thân và xắn tay áo lên giải quyết nó ngay hôm nay. Bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề tốt hơn chính bản thân bạn, vì chỉ có bạn mới biết mình thật sự muốn gì. Khi tự giải quyết, bạn cũng phải tự trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào mình đưa ra. 11. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn. Nếu họ giúp đỡ bạn, hãy biết ơn họ. Nếu họ không giúp, đừng ghét họ, vì vốn dĩ họ không hề có nghĩa vụ phải làm vậy. Bạn là một cá thể độc lập, và nếu muốn đạt được một điều gì đó, chỉ có một cách là hãy cố gắng làm việc chăm chỉ. 12. Bạn bè đến rồi đi. Bạn có nhận thấy rằng càng trưởng thành thì số lượng bạn bè mình thường liên lạc càng ít hơn xưa. Khi càng lớn, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, một công việc riêng, nên thật khó để vẫn giữ liên lạc. Bạn ắt hẳn đã từng rất thân với một người nào đó, nhưng rồi bỗng dưng cả hai không nói chuyện với nhau nữa, mặc dù chẳng có xích mích gì xảy ra. Bạn nên chấp nhận điều này và tiếp tục đón chờ những mối quan hệ mới xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều mối quan hệ vẫn trường tồn với thời gian, nên nếu bạn may mắn có được mối quan hệ này thì hãy trân trọng nó mỗi ngày. 13. Ngoại hình quan trọng nhưng không nên là tất cả. Thời nay mà bảo ngoại hình không quan trọng thì thật không phải. Không nhà tuyển dụng nào lại muốn nhận một người lôi thôi lếch thếch, không ai muốn hẹn hò với những người không biết tự chăm chút cho bản thân. Bạn nên chăm sóc bản thân, nhưng đừng dành toàn bộ thời gian chỉ để đắp mặt nạ dưỡng da, vì ngoại hình của bạn sẽ không là điểm cộng nếu như bạn thiếu kỹ năng, không biết ngoại ngữ và yếu kém về chuyên môn. Hãy cố gắng cân bằng mọi thứ và phát triển bản thân một cách toàn diện. 14. Cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì. Nếu bạn làm lỗi, hãy xin lỗi kể cả với người bạn ghét nhất. Nếu bạn không thích sếp của mình, hãy bỏ qua cái tôi và chuyện cá nhân để làm việc như một người chuyên nghiệp. Để cái tôi kiểm soát hành động của bạn sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội cả trong cuộc sống lẫn công việc. 15. Cái gì cũng có hai mặt. Đừng vội tin những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. 16. Mỗi người có một quan điểm riêng. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn không hổ thẹn với những gì mình nghĩ thì hãy cứ sống theo cách bạn cho là đúng đắn. 17. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn. Bạn sẽ luôn muốn một thứ mình không có trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Quan trọng là bạn nên cảm thấy hài lòng với những gì mình có để bớt cảm thấy căng thẳng. 18. Sự ưu tiên quyết định cuộc đời bạn. Mỗi ngày, chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn để thời gian của bạn không lãng phí cho những việc không đáng. 19. Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi. Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng, nhưng những ai chọn làm người tốt mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp bạn có giấc ngủ ngon, vì tâm thái luôn thanh thản, không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. 20. Một mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp. Bất kể đó là mối quan hệ yêu đương, bạn bè, gia đình thì đều cần phải được vun đắp hàng ngày thì mới có thể phát triển và bền vững. Bạn đừng nên bỏ mặc ai đó quan trọng với mình vì nghĩ họ lúc nào cũng ở đó. Không đâu, họ sẽ bỏ đi lúc nào bạn không hay đấy. Nếu bạn thật sự trân trọng mối quan hệ nào đó, hãy thể hiện điều đó và đầu tư thời gian và công sức cho nó.